Biểu hiện trẻ sơ sinh bị đầy hơi là câu hỏi nhận được nhiều quan tâm tìm hiểu từ ba mẹ. Đầy hơi cũng là vấn đề khá thường gặp do hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn non yếu. Vậy biểu hiện cụ thể của đầy hơi là gì? Nguyên nhân từ đâu và giải pháp cải thiện như thế nào? Ba mẹ cùng đón xem qua video dưới đây nhé. Tìm hiểu biểu hiện trẻ sơ sinh bị đầy hơi. Một tiêu hóa kém. Tiêu hóa kém là biểu hiện đầu tiên của đầy hơi ở trẻ sơ sinh. Ba mẹ có thể theo dõi sau khi ăn một đến 2 giờ bụng của trẻ vẫn căng tròn và trướng hơi. Khi tiêu hóa kém trẻ cũng quấy khóc và thường chán, biếng ăn. Tiêu hóa kém cũng ảnh hưởng tới vấn đề đại tiện của trẻ. Trẻ sơ sinh bị đầy hơi có thể đi kèm táo bón hoặc tiêu chảy. Ba mẹ cần chú ý phân biệt chúng với các triệu chứng tiêu hóa khác của trẻ. 2. Đánh hơi nhiều lần, đầy hơi cũng khiến trẻ sơ sinh có hiện tượng đánh hơi nhiều lần. Phần khí dư trong đường tiêu hóa sẽ khiến trẻ trung tiện thường xuyên hơn. Hiện tượng này sẽ tăng nhiều hơn sau bữa ăn của trẻ. Đánh hơi nhiều kèm theo bụng trướng thì rất có thể trẻ đang gặp vấn đề đầy hơi khó tiêu ba mẹ nhé. Ba ợ hơi, trướng bụng biểu hiện tiếp theo khi trẻ sơ sinh bị đầy hơi đó là ợ hơi và trướng bụng. Ngoài đánh hơi nhiều, trẻ còn thường xuyên ợ hơi, bụng của trẻ căng tròn và không thay đổi dù đã cách xa bữa ăn. Phần bụng của trẻ có thể trướng nhiều. Nếu ba mẹ gõ nhẹ, có thể nghe thấy âm thanh như tiếng trống. 4. Quấy khóc nhiều. Khi trẻ sơ sinh bị đầy hơi, trẻ có thể đi kèm hiện tượng quấy khóc nhiều. Các biểu hiện nêu trên như tiêu hóa kém, đánh hơi nhiều hay ợ hơi trướng bụng đều khiến trẻ khó chịu. Trẻ quấy khóc hơn và không chịu chơi như bình thường. Tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển về thể chất và trí tuệ sau này của trẻ. Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị đầy hơi, Ngoài bốn biểu hiện trẻ sơ sinh bị đầy hơi nêu trên, ba mẹ cần biết đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này của trẻ. Đầy hơi ở trẻ sơ sinh có thể do một số nguyên nhân thường gặp sau đây. Trẻ sơ sinh ngậm vú chưa đúng cách nhiều trường hợp trẻ sơ sinh nuốt phải hơi quá nhiều trong quá trình bú mẹ hoặc bú bình. Lượng hơi này chính là nguyên nhân khiến trẻ thường xuyên ợ hơi và lâu dần dẫn tới đầy hơi khó tiêu. Trẻ sơ sinh khóc quá nhiều, khi khóc trẻ sơ sinh có xu hướng nuốt phải rất nhiều không khí. Lượng không khí này chính là thủ phạm khiến trẻ bị đầy hơi. Nhưng thực tế, rất khó để khẳng định việc khóc khiến trẻ đầy hơi. Bởi chúng như một vòng tròn bệnh lý, quấy khóc vừa có thể là nguyên nhân vừa có thể là biểu hiện của triệu chứng đầy hơi. Bởi vậy, ba mẹ hãy cố gắng dỗ dành để trẻ nín khóc nhanh nhất có thể nhé. Trẻ sơ sinh có vấn đề về đường tiêu hóa, các bệnh của đường tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy hay trào ngược dạ dày thực quản cũng là nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị đầy hơi. Các bệnh lý này rất phổ biến và thường gặp ở trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ có bất dung nạp đường lactose. Khi thiếu men lactase trẻ sẽ không thể tiêu hóa được đường lactose có trong sữa mẹ. Điều này khiến trẻ sơ sinh bị đầy hơi, trướng bụng và đi kèm đi ngoài nhiều lần. Trẻ sơ sinh có chế độ ăn dặm chưa phù hợp. Việc cho trẻ sơ sinh ăn dặm quá sớm, trước 6 tháng tuổi có thể khiến trẻ gặp phải tình trạng đầy hơi. Khi đó, hệ tiêu hóa của trẻ chưa đủ khả năng và chưa đủ các men tiêu hóa để tiêu hóa dạng thức ăn khác ngoài sữa. Bởi vậy, ba mẹ nên chú ý chỉ cho trẻ ăn dặm khi đã đủ 6 tháng. Biện pháp cải thiện trẻ sơ sinh bị đầy hơi. Bên cạnh những nguyên nhân và biểu hiện trẻ sơ sinh bị đầy hơi, các chuyên gia cũng gợi ý cho ba mẹ một số giải pháp để cải thiện tình trạng này. Các giải pháp đó như sau: Giải pháp vỗ ợ hơi cho trẻ, vỗ ợ hơi là giải pháp cực kỳ đơn giản nhưng đem lại nhiều hiệu quả cho vấn đề trẻ sơ sinh bị đầy hơi. Sau khi cho trẻ ăn, ba mẹ nên bế trẻ nhẹ nhàng nằm nghiêng trên vai. Một tay ba mẹ đỡ lấy trẻ, tay còn lại khum lại và vỗ nhẹ nhàng cho trẻ. Ba mẹ thực hiện tới khi nào trẻ ợ hết phần hơi thừa khi ăn sữa là thành công. Việc vỗ ợ hơi này nên được thực hiện hàng ngày cho trẻ. Giải pháp cho trẻ ngậm vắt vú đúng cách Ngậm vắt vú đúng cách là giải pháp để hạn chế tối đa lượng hơi thừa gây đầy hơi cho trẻ. Khi cho trẻ bú, ba mẹ nên đảm bảo để đầu trẻ cao hơn so với dạ dày. Đồng thời để trẻ ngậm hết phần cuồng vú. Khi cho trẻ bú, ba mẹ nên hạn chế âm thanh tiếng ồn khiến trẻ mất tập trung. Giải pháp mát xa bụng cho trẻ sơ sinh, mát xa bụng cũng có thể giúp trẻ đẩy hết phần hơi thừa trong đường tiêu hóa ra ngoài. Ba mẹ nên mát xa cho trẻ dọc theo khung đại tràng theo chiều từ phải sang trái. Đồng thời nên tiến hành mát xa cho trẻ trước và sau bữa ăn. Mỗi lần ba mẹ nên thực hiện từ 3 đến 5 phút và 3 đến 4 lần một ngày để đạt hiệu quả. Giải pháp cho trẻ sơ sinh ăn dặm đúng độ tuổi, việc ăn dặm quá sớm có thể khiến trẻ khó tiêu và đầy hơi. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo ba mẹ chỉ nên cho trẻ tập ăn dặm khi đủ 6 tháng tuổi. Giải pháp bổ sung lợi khuẩn cho trẻ, lợi khuẩn sẽ giúp trẻ lấy lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột một cách nhanh chóng. Đồng thời, chúng giúp cạnh tranh và đẩy lùi những vi khuẩn có hại. Bên cạnh đó, chúng cũng giúp tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc hệ tiêu hóa. Từ đó, giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn và hạn chế sinh hơi trong dạ dày, nhưng trong hàng vạn sản phẩm đang có trên thị trường mẹ băn khoăn không biết nên dùng sản phẩm nào. Vì thế, video xin giới thiệu sản phẩm Amano Enzyme Gold đến từ Nhật Bản. Sản phẩm bổ sung bào tử lợi khuẩn, men tiêu hóa và các vi chất vitamin B, DHA, khoáng chất với các thành phần dưỡng chất trên. Tình trạng đầy hơi của bé sẽ nhanh chóng được cải thiện. Không chỉ vậy, khi hệ tiêu hóa của trẻ được cải thiện cũng khiến bé ăn ngon hơn. Không còn biếng ăn, năng động và ngủ ngon hơn. Hãy để Amano Enzyme Gold đồng hành cùng trẻ để con cao lớn toàn diện mỗi ngày. Hy vọng những thông tin về chủ đề biểu hiện trẻ sơ sinh bị đầy hơi cùng nguyên nhân và giải pháp sẽ giúp ba mẹ hỗ trợ trẻ kịp thời. Chúc ba mẹ có thật nhiều kiến thức khoa học để nuôi con phát triển toàn diện nhé! Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.